Chị ơi, mình mới làm dịch vụ gì bên em về ạ? Phun thương mại xong hả? Cái này là điêu khắc hả? Dạ đúng rồi, đây là điêu khắc siêu sợi nha. Siêu sợi. Rồi sau khi mà làm xong chị thấy sao? Nó không có đau nhưng mà đầu tiên không có phun dáng, nó giờ không có đẹp nhưng mà giờ giờ thấy nó hơi dùng khuôn mặt nó sẽ ra dạ trời khác cũng hơn. Cũng tự thấy là khác đúng không? Cái này là nãy nãy nhờ chị giúp dùng đó. Dạ em thấy là đẹp nha, đẹp không? Đẹp nha, không phải riêng em đâu, tí xíu nữa mà chị đi làm hay chị đi về đảm bảo ai cũng khen đẹp. Dạ, cam cảm kết ơn luôn nha. Cảm ơn nhờ bên chị đó. Dạ đâu, bây giờ mình thấy hài lòng không? Bây giờ từ thang một điểm thang quên thang điểm 1-10 cho bao nhiêu điểm chị? Giờ cái khuôn mặt mình thấy nó sẽ nó khác hơn, nó sáng hơn, chắc trong 10 điểm nha. Tự khen mình. Yeah, cảm ơn chị. Không mà đẹp thiệt. Nhưng mà trong lúc làm cũng không có chịu gì đúng không? Có chịu gì không chị? Dạ không, không có đâu. Sao mà chị biết đến bên em vậy? Em coi trên mạng với nhiều người, với có một chị á, ở bên công ty á, rồi chị nói là chị có làm ở đây rồi. Dạ. Rồi xong cái hai chị em cùng rủ qua nhỏ này qua đây luôn. Ủa vậy hả? Đâu cái chị đó đâu là chị? Kim Châu á. Vậy hả? Dạ. Cái bên hả? Bên kia đó. Bên kia. Rồi sau khi mà qua đây chị thấy là cái dáng như mày làm xong là có giống trên mạng chị thấy không? Đầu tiên á cứ nghĩ là không có đẹp đâu nhưng mà giờ thấy nó sợi được á, thấy cái đỏ á. Sao không nghĩ đẹp? Trời ơi, chị kiểu nghĩ quảng cáo thôi chứ không được vậy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, đây là hình thiệt của khách hàng thiệt hết trơn đó chị. Chị nghe thấy quảng cáo thường thấy là người đi xăm chân mày về nó giống như nó đậm quá đúng không? Nó như nhung sâu rớ đúng không chị? Đúng rồi, rất là sợi. Chân mày cũ bên em là công nghệ mới. Nhờ chị nó nhà càng tốt. Rồi, cảm ơn chị nha. Trời, yên tâm, đẹp, 10 điểm luôn. Điểm. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ.